xin chào các quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến quý khán giả một tác phẩm Cầu Thạch Anh 12 mặt được chế tác từ đá thạch anh trắng và hàng thiên nhiên tự nhiên. Quay mọi mặt cho quý vị cùng xem kỹ nha. Rất kỳ là có ý nghĩa. Như ví dụ như một năm thì có 12 tháng, rồi là có 12 con giáp. Số 12 nó rất có ý nghĩa trong phong thủy. Trước tiên để soi đèn cho quý vị cùng xem nhé. Độ thông đèn của đá này rất kỳ là tốt quý vị nha. Một tác phẩm Cầu Thạch Anh phong thủy. Viên này thì nó có đường kính của đá là 17 cm và khối lượng của đá nặng là 7 kg. Và hiện tác phẩm này tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị khán giả với giá là 1.100.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị yêu thích chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên, quý vị có thể kiểm tra kiểm định thoải mái. Nếu phát hiện không phải là hàng chuẩn thiên nhiên tự nhiên, tôi xin đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị có nhu cầu sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Bên tôi thì tất cả các đơn hàng khách hàng mua hàng mà chuyển khoản trước sẽ được bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không chuyển khoản được thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Quý vị nào yêu thích đá còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh để thường xuyên theo dõi được các video mới nhất mà hàng ngày kênh Đá Quý Thanh Hóa sẽ up lên các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên phục vụ đến các quý khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.